Lê Vi Ký chương 27. Dâng hiến cho Chúa. Chúa phán dạy Môi-se, còn nói với dân Israel và bảo họ rằng: nếu một người có lời thề nguyện đặc biệt để dâng hiến cho Chúa theo trị giá người, thì trị giá của một người đàn ông từ 20 đến 60 là 50 siếc lơ bạc theo siếc lơ nơi thánh. Còn trị giá của một người đàn bà là 30 siếc lơ. Thanh thiếu niên nam từ 5 đến 20 tuổi, trị giá 20 siếc lơ. Còn nữ, trị giá 10 siếc lơ. Một bé trai từ 1 tháng đến 5 tuổi, trị giá 5 siếc lơ. Em bé gái giá 3 siếc lơ. Nếu là người cao niên trên 60 tuổi, thì đàn ông trị giá 10 năm siếc nơ, còn đàn bà trị giá 10 siếc nơ. Nếu một người có lời thề nguyện, nhưng vì nghèo quá, không thể đóng số tiền đã ấn định, người ấy phải trình diện với thầy tế lễ, và thầy tế lễ ấn định số phải đóng tùy theo khả năng của người có lời thề nguyện. Nếu một người hứa dâng một con vật để làm sinh tế cho Chúa, con vật đã dâng cho Chúa sẽ trở nên thánh. Người đã dâng hiến không được phép thay thế hay đổi thay, dù đem con tốt để thay thế con xấu, hay đem con xấu để thay thế con tốt cũng không được. Nếu đem con vật này thay thế con vật khác, cả hai con đó đều trở nên thánh. Nếu con vật người ấy hứa dâng thuộc vào loại không tinh sạch, là loại vật không được chấp nhận để làm sinh tế dâng lên cho Chúa, người ấy phải đem con vật đến với thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ lượng giá tùy theo phẩm chất tốt hay xấu, và giá thầy tế lễ ấn định là số tiền người chủ con vật phải trả. Nếu người ấy muốn chuộc nó lại, thì phải trả thêm 1/5 trị giá con vật. Nếu có ai dâng hiến ngôi nhà của mình làm một vật thánh cho Chúa, thầy tế lễ sẽ lượng giá tùy theo phẩm chất tốt hay xấu. Trị giá thầy tế lễ ấn định sẽ là giá nhà. Nếu muốn chuộc nhà lại, người đã hiến dâng phải trả thêm 1/5 trị giá đã ấn định, và nhà sẽ thuộc về người ấy trở lại. Nếu có ai dâng hiến một phần đất của gia đình cho Chúa, việc ấy định trị giá sẽ căn cứ trên số lượng hạt giống có thể gieo trên đất ấy. Miếng đất có thể gieo 1 ô me, lúa mạch trị giá 50 siếc lơ bạc. Nếu người ấy dâng miếng đất vào 5 hoan hỷ, trị giá đó sẽ không thay đổi. Nhưng nếu người ấy dâng miếng đất sau 5 hoan hỷ, thầy tế lễ sẽ ước tính trị giá căn cứ trên số năm còn lại cho đến 5 hoan hỷ. Vì vậy, giá miếng đất đó sẽ giảm xuống. Nếu người đã dâng miếng đất muốn chuộc lại, người ấy sẽ cộng thêm 1/5 trị giá của miếng đất, và đất sẽ lại thuộc về người. Tuy nhiên, nếu người ấy không chuộc đất ấy lại, hay nếu đã đem đất bán cho người khác, đất đó vĩnh viễn sẽ không thể chuộc lại. Đến năm hoan hỷ là năm đất được hoàn nguyên chủ, thì miếng đất đó sẽ trở thành thánh vì đã dâng cho Chúa, và sẽ trở thành tài sản của các thầy tế lễ. Nếu ai dâng cho Chúa một miếng đất mình mua, chứ không phải là tài sản của gia đình, thầy tế lễ sẽ tính giá đất ấy cho đến năm hoan hỷ, và người dâng sẽ nạp số tiền bằng trị giá miếng đất vào ngày hôm đó như là một của dâng thánh cho Chúa. Đến năm hoan hỷ, miếng đất đó sẽ hoàn nguyên chủ, tức là được trả cho người đã bán đất và là người thừa hưởng đất. Việc quy định trị giá phải căn cứ trên siếc lơ nơi thánh, mỗi siếc lơ bằng 20 gera. Không ai được hiến dâng con vật đầu lòng, vì con vật đầu lòng này đã thuộc về Chúa. Dù bò hay chiên, con vật đầu lòng thuộc về Chúa. Nhưng nếu con vật thuộc loại không tinh sạch, người ấy có thể mua lại theo giá quy định, cộng thêm 1/5 giá ấy. Nếu người ấy không chuộc nó lại, con vật sẽ được bán theo giá quy định. Nhưng
khi một người đã tận hiến một vật mình có cho Chúa, dù là người, súc vật hay đất đai của gia đình, món này không được đem bán, cũng không được chuộc lại, vì bất cứ món gì đã được tận hiến đều trở nên rất thánh cho Chúa. Ngay cả người đã bị định phải chết không thể được chuộc lại, nhưng phải bị xử tử. Tất cả 1/10 thổ sản, dù là ngũ cốc do đồng ruộng sinh sản hay hoa quả của các loại cây trái đều thuộc về Chúa, các phần 10 đều thánh cho Chúa. Nếu ai muốn chuộc bất kỳ thứ phần 10 nào của mình, người ấy phải trả thêm 1/5 trị giá phần 10 đó. Tất cả phần 10 của bầy bò hay bầy chiên, tức là tất cả các con thứ 10 do người chăn dùng gậy đếm, đều là thánh cho Chúa. Người chủ không được phân biệt tốt xấu và không được đổi các con vật này. Nếu đổi, cả con bị đổi và con đem đến đều trở nên thánh và không được phép chuộc lại. Trên đây là các mạng lệnh Chúa ban bố cho Môi-se trên núi Sinai để truyền lại cho dân Israel.